Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, những năm qua huyện Bảo Thắng đã lồng ghép các chương trình, đề án và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân giảm nghèo hiệu quả. Nhờ vậy mà giai đoạn 2015-2020, Bảo Thắng đã có sự bứt phá trong công tác giảm nghèo. Là địa phương vùng thấp của tỉnh, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn các địa phương khác để phát triển kinh tế. Giai đoạn 2015-2020, huyện Bảo Thắng đề ra mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 cho đến 5%. Phấn đấu hết năm 2020, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn một con số. Để đạt được mục tiêu này, Bảo Thắng đã tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo đối với từng thôn, từng xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên thoát nghèo của mỗi hộ dân, giúp họ tự tổ chức sản xuất, ổn định đời sống. Huy động nội lực của cả hệ thống chính trị và nguồn lực của xã hội cho công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác giảm nghèo, về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình để chủ động vươn lên thoát nghèo, lồng ghép các chương trình dự án, chính sách hỗ trợ sản xuất, gắn công tác giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. Căn cứ vào tiềm năng thế mạnh về đất đai và nhu cầu của từng xã, từng thôn, Bảo Thắng đã tập trung phát triển các vùng chuyên canh rau màu, vùng chè, vùng cây ăn quả, chăn nuôi và trồng rừng kinh tế. Cùng với đó, để giải quyết bài toán khó khăn nhất đối với các hộ nghèo là thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, huyện đã lồng ghép nhiều chương trình, nguồn vốn chính sách quốc gia để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, từ đó vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính riêng nguồn vốn 135, trong vòng 5 năm qua, Bảo Thắng đã dành trên 22 tỷ 243 triệu đồng để thực hiện 6 dự án hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và trồng trọt. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bảo Thắng cũng vào cuộc mạnh mẽ cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai các gói tín dụng hỗ trợ người dân làm ăn để nâng cao thu nhập. Trong suốt thời gian vừa qua, một nhiệm kỳ đại hội thì chúng tôi đã tổ chức thực hiện cho vay 629 tỷ với 14.284 lượt hộ vay và nâng cái dư nợ lên đến thời điểm này là 511 tỷ 688 triệu đồng. Thế thì thông qua cái nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần không nhỏ vào kết quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ về y tế, xóa nhà tạm, hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo cũng được triển khai rộng khắp, công bằng tới tất cả nhân dân, giúp cho công tác giảm nghèo của huyện đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Kết thúc năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện giảm xuống còn 6,91% và giữa đêm cuối năm nay sẽ chỉ còn chưa đầy 3%, vượt 4,5% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng khóa 27, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Những kết quả cho công tác giảm nghèo là những yếu tố quyết định quan trọng giúp cho Bảo Thắng có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dẫn đầu các địa phương tại thời điểm này. Đồng thời cũng phản ánh được sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của người dân Bảo Thắng trong việc phát huy nội lực, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.